Ngọc thơ Thời báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở biển Đông. Ngày 26 tháng 5, AFA tiếng Việt đưa tin, các tàu Trung Quốc phớt lờ yêu cầu rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo đó, tàu nghiên cứu của Trung Quốc và 5 tàu hộ tống vẫn còn trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam vào hôm 26 tháng 5, một ngày sau khi Hà Nội thúc giục các tàu này rời đi. Hình ảnh bài trên AFA AFA cho biết tàu Xi'an Giang 10, hay còn gọi là tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc, đã bắt đầu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5, đánh dấu sự xâm phạm đáng kể nhất kể từ năm 2019. Theo Ray Bauer, người đứng đầu dự án Miosu của Đại học Stanford về Biển Đông, ông Ray Bauer nói, hành vi của Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một sự leo thang đáng lo ngại. Trong những năm qua, AFA dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển của dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết, kể từ ngày 7 tháng 5, tàu nghiên cứu của Trung Quốc đôi khi có hàng chục tàu hộ tống đã di chuyển phần lớn qua lô khí đốt 0403 do việc Surf Petro, một liên doanh giữa Zarubenev và Petro Việt Nam vận hành. Theo AFA, tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131, mà Việt Nam đã cấp phép cho việc Gazprom, một liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và Petro Việt Nam. Trung Quốc đã đưa ra các hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó. AFA dẫn lời ông Powell cho biết ngày 25 tháng 5, khi Việt Nam đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi yêu cầu các tàu này rời đi, thì các tàu này đang ở lô 129 cũng do việc Gazprom điều hành. Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội hôm thứ hai của cựu tổng thống Nga và phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, FA cho hay. Ông Powell cho biết hai tàu kiểm ngư Việt Nam hôm 26 tháng 5 đã theo dõi các tàu Trung Quốc ở khoảng cách 200 tới 300 m, đồng thời lưu ý rằng các tàu Trung Quốc đã di chuyển đến một khu vực liền kề với các tàu do các công ty Nga điều hành. AFA dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 5 nói rằng họ đã duy trì liên lạc với các bên liên quan và sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình sau khi Việt Nam cáo buộc một tàu khảo sát dầu khí của Trung Quốc và các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Hình ảnh lộ trình tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc từ 7 tháng 5 đến nay. Bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 5, khi trả lời câu hỏi về việc Việt Nam yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi biển Đông, Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa và các vùng biển lân cận, đồng thời có quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc, điều đó là hợp pháp và hợp lệ. Đồng thời không có vấn đề gì khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác. Từ nhiều năm nay, mỗi năm Trung Quốc đều có những hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông. Các vụ việc nghiêm trọng có thể kể tới như tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam năm 2011 đưa dàn khoan 981 của Trung Quốc vào hạ đặt tại biển Việt Nam năm 2014, tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc vào sâu trong vùng EEZ của Việt Nam năm 2019. Mỗi khi có những vụ việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, người Việt yêu nước khắp nơi lại xuống đường biểu tình phản đối. Đã có những mùa hè được giới hoạt động gọi là mùa hè đỏ lửa, khi cứ cuối tuần là người biểu tình xuống đường phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên, đáp lại tiếng nói của người dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã thẳng tay đàn áp, rất nhiều biểu tình viên bị bắt bớ, đánh đập, truy bức, sách nhiễu. Sau những vụ càng quét bắt bớ người bất đồng chính kiến những năm gần đây thì phong trào chống Trung Quốc đã đi xuống thấy rõ. Đến nay vẫn còn một số người phản đối Trung Quốc nhưng chỉ là ở trên mạng, không còn thấy không khí sôi sục như những năm 2016, 2018 nữa. Phải chăng nhà cầm quyền Việt Nam đã rất thành công trong chính sách cai trị độc đoán của họ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Trung Quốc ngày càng lớn lướt ở Biển Đông, cấm cán bộ gặp dân ngoài trụ sở có chống được tham nhũng. AFA tiếng Việt ngày 24 tháng 5 có bài cấm cán bộ không gặp công dân ngoài trụ sở có khả thi. Theo đó, trong dự thảo nghị định ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ, do Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định đã đề xuất cán bộ công chức chỉ được tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan, không được hẹn gặp ngoài giờ làm việc ở bên ngoài hay tại nhà riêng. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời Tiến sĩ Đào Mạnh Hoàng, Phó phòng Nghiên cứu Tổ chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ khi trả lời báo chí Nhà nước ngày 24 tháng 5 đã cho rằng Đề xuất cán bộ không gặp công dân ngoài trụ sở là để chống tham nhũng. Bình luận về vấn đề này, IFA dẫn lời một luật sư ở Việt Nam hôm 24 tháng 5 cho rằng đề xuất của Bộ Nội vụ chỉ nhằm tạo điều kiện cho các đối thủ chính trị triệt hạ lẫn nhau. Theo luật sư này, nếu Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng thành luật thì đã có bộ luật hình sự về tiếp xúc. Theo bộ quy tắc đạo đức công vụ, ngoài đề xuất cán bộ chỉ được tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan, không được hẹn gặp bên ngoài còn quy định cán bộ công chức giao tiếp với công dân phải chuẩn mực, rõ ràng, không hạch sắc, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc. AFA dẫn ý kiến của cựu trung tá Vũ Minh Trí, người từng công tác tại Tổng cục 2 hôm 24 tháng 5, nhận định rằng dự thảo này khó khả thi. Ông nói, thực tế những quan hệ giao dịch mà có tính chất tiêu cực, hối lộ hay trao đổi về mặt tình dục để lấy quyền lợi thì đều diễn ra ở bên ngoài công sở đưa ra quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp không có gì sai nhưng tính khả thi của nó là rất thấp bởi vì những quy định như vậy chỉ có tác dụng để phòng người ngay không thể phòng được để người gian theo ông trí người gian sẽ nghĩ ra đủ mọi thứ để ngụy trang cho giao dịch liên hệ với nhau ở bên ngoài cơ quan nhà nước lấy cớ là tình cờ gặp nhau ông trí nói tiếp tôi thấy tính khả thi là rất thấp cũng giống như chúng ta đang nói chống tham nhũng nhưng thực tế tham nhũng vẫn tràn lan nó xuất phát từ nhu cầu của cả hai phía chứ không chỉ ở mỗi cán bộ nhà nước mà cả từ phía của người dân muốn có những quyền lợi cho bản thân mình. Hình ảnh số lượng án tham nhũng ngày càng nhiều. Theo AFA trước đó vào ngày 2 tháng 5, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên theo nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết đưa ra yêu cầu tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cựu trung tá Vũ Minh Trí trả lời AFA rằng tiêu chuẩn của cán bộ hiện hoàn toàn xa rời thực tế. Trong đó đòi hỏi cán bộ không có tham vọng quyền lực, nhưng theo ông Trí, lòng tham, động cơ cá nhân là một trong những động lực mạnh mẽ nhất giúp cho con người tiến bộ, phấn đấu IFA dẫn phát biểu của bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, khi báo cáo tại hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021 từng cho biết trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải xử lý kỷ luật hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa tham nhũng vào quan liêu vẫn còn AFA dẫn số liệu từ các nguồn trong nước cho hay giai đoạn 2016-2020 đã có hơn 1.600 đảng viên tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, trong đó có 47 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm 2021. Cuối cùng, AFA đặt câu hỏi liệu mục tiêu của đề xuất cán bộ không gặp công dân ngoài trụ sở có khả thi với những con số cán bộ vi phạm kỷ luật như vừa nêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin cấm cán bộ gặp dân ngoài trụ sở có chống được tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d